ngày nay channel play nâng lượng lãng phí ảnh thân này nơi bị gọi khai công nát rồi bỏ phải mất nì ri dương vinh mật đồn. Chẳng đăng thái, miền này dàng nà nút, xông tạm nàn tốt xin là video ní tưởng ọc nìa. Muối, nì ri cắt khai mạc ra. Phía tràn chiên mà nụt sấy, đai miền mà hai chất tạc phố, nì dây chóng chóng. Cho chất tâm nẹ tâm nón chứ mùi nẹ miền phịp với chất lát đôi chiếc luôn. Bàn tay tân tâm nâng nụ đáy. Phụ kế có chia mà nụ miền ca dục chất tục đạc phú. Nâng áp phí rẹn này giống phòng đài. Tốt trăng mình cho chất bằng hàn bị ả rắm. Chanh mọc ra ư ao yên kê đăng sọ lời. Tí, nê rí cát khai cùng phẹ. Phê chán chia nê rí miền phịp rô mình tích. Bộ phênh đòi ca sơ mai kết lỡ rương ra áp ấy chỉ tràn. Chiêng ni tự tiết, phụ kế chiêng nè ri mình ả rộng phải bùa cho làng lớn. Hết ni tìm tiền nẹ chung vĩnh, ai mình ca ọt một khuôn bằng tạch. Quay ba đôi chân này mến, có phụ kế chiêng mà nụ sấy để mình phép sma tròn mùi khi mình phí. Hai ba nụ nà mà nẹ thua ai sọp hơi, cứ sọp lắng mình lực lên tay mặt đồn. 3. Nê rí cát khai mì nìa. Phía tràn chia nê rí mình môn sáy, rí rí chuộp chì nịch, răng mòm khlắng, smọt trăng, nâng bạch nhá, vơ cực bạp giáng, rô hốt xâm rạch cổ đáy, hai nẹ na có chỗ chật. Bàn tay bà sân bà khăng, cứ khăng ạc rõ nà. Bị bà trăng thá, bà chong chọ dọc bạch đồn nê rí cát khai ní. Cứ bị bà bần tạch hỏi, bị bố phụ kế mình nghe thật lẽ khăn nông ảnh lông sáy đòi nghe tì. 4. Nê rí cát khai mê xà. Phía tràn chi nê rí mìn ảnh tạ trả rập lại thân nô, nì dây nâng an vật đòi phép cho bà lọt lọ nà. Bà xanh bà tốc chật nô nà mà nẹ hỏi, phụ kế sốc chật bà chật chạy rùm lệch ở vầy cực giáng, mọc mà nụ mà nẹ nụ. Tặng ọ, phần tay nê rì cát khai ní có chia mà nụ đại nghị tổ chất trở nái nâng ăn chất khẳng đài. 5. Nê rì cát khai ủ sập hìa. Phía tràn chia nê rì miền rụt xâm bạch át, chăn tẹm mù mốt chia bì xế, phụ kê chia nê rì miền cô ca rừng mòm tọc luôn, nâng phra căn phơ sợ ca mập hiếp đài phụ kê cực thạc trời. Đại sao hai phần này, tớp ban chiên đề rí cao khai này, mình phần nhà hát mình sợ cho xâm rống chiên mũi đại cụ nhật ngốc bên tạch. Phần mũi, đề rí cao khai mỹ thổ nà. Khi tràn chiên đề rí mình ạch tì phố, nâng âm nạc lợi đại cụ. Chiên bị xế, phô bình đòi cùng nịch chân này bộ đất, mình thiếp tôn xa máy, cho chất tròn đăng tròn lứ, nâng cho chất rộp an nẹ chung vĩnh nà. Chiên ni tự tiết, phụ kế cho chất ni dây chanh mọc bị chất chóm chóm, tròn tròn, mình lệ liềm lời. Phạm phí, nê rí cát khai cả cỡ đà. Khi tràn chia mà nụ sợi ngay bộ cánh, nâng miên ác cộng băng bằng tạch, bằng tay phép vầy chất lạt, rụp xâm bạch sát, hai thaym tàng xe mọt tròn tiệt. Xong khăn nụ cư bụ kế chia nề rí, đai mình cho chất ca chê lục bộ cạch khní, nâng phép mình xe mọt tròn rồi viên khní xa lại. Phạm bấy, nề rí cát khai xảy hà. Phía tràn, chí nê rí chất tù lý, mình chạy bảo cánh, complain, mình thiếp lịch lô, bảo cọp đòi môn sáy, phần tay sọ ọp môn phót cư nẹ đai mình dô sọp chì mùi khuôn. Phía rí rí rộ bảo nê rí cạt khai ní, phô ai nẹ chung vinh sọ lăng cho chất nà. Tại ba mình chùm lú, cư chú lú mình chân nè nê rí để cạt khai lý tì. Phạm 4. Nê rí cát khai cả nhà. Thị tràn chi nê rí bảo cọp đòi phiếp ọt chá, tên khăn nông nâng cài, chi bì xế, rú rí, miên vị nấy, miên xuân đập thân nốt, srát át, nâng mân cho chất mân nụ miên phiếp xe mặt rõ lời. Phụ kế, mân lực lên tốt ai mân nụ đài thuộc bạc địch hạt. Ba rừng xin hà vĩnh, cư sở lành rộp mân nụ đài bật bạc cát hà nâng rùm đồng nà chi vết chi mùi khía dù ông vãi tay mặt đồn.
10 នារីកើតខែតុលាភិជ្ជរានជាមនុស្សស្រីដែលមិនចង់ចិត្តបង្ហាញឬនិយាយពីអារម្មណ៍ឬគំនិតចេញមកក្រៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាពួកគេជានារីមានភាពវៃឆ្លាតមានភាពរឹងមាំខ្លាំងហើយស្អប់បំផុតគឺភាពមិនស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពក្បត់11នារីកើតខែវិច្ឆិកាភិជ្ជរានជាមនុស្សស្រីដែលច្បាស់ការនិយាយចំចំហើយកុំគិតថាចង់សាក់ទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយឯសោះពួកគេជានារីដែលមានភាពវៃឆ្លាតពោះនិងអាចមើលដឹងថាមនុស្សណាមានភាពស្មោះត្រង់មនុស្សណាគ្មានភាពស្មោះត្រង់បានយ៉ាងងាយ12នារីកើតខែធ្នូភិជ្ជរានជាមនុស្សស្រីដែលមានគំនិតវិជ្ជមាននិងមានចិត្តបើកទូលាយល្អណាស់ថ្វីត្បិតតែពួកគេជាមនុស្សមិនសូវមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក៏សំណាងនៅខាងពួកគេជានិច្ចតែដោយសារតែនារីកើតខែនេះជាមនុស្សបើកចិត្តទូលាយពេកទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគេឧស្សាហ៍រងគ្រោះពីអ្នកដទៃញឹកញាប់